Đoàn thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự lễ công bố quyết định thanh tra về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng đại diện lãnh đạo các sở, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định số 33 của thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban Nhân dân tỉnh với 5 nhóm nội dung như ban hành chính sách quy định về giáo dục, quy mô cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện các khoản thu hợp pháp đối với các cơ sở giáo dục, việc đảm bảo tỷ lệ chi trong cơ sở giáo dục công lập, việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024, thời kỳ thanh tra năm 2022 và 2023.